Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam tiến tới tiêm miễn phí vaccine phòng COVID-19. 53 tỉnh thành phố cho học sinh đi học trở lại. Sơn La phát triển du lịch gắn với văn hóa lịch sử. Rủi ro và hệ lụy từ xuất cảnh trái phép. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 để nghe về tình hình kiểm soát dịch bệnh, phương hướng xử lý thời gian tới. Phát biểu mở đầu cuộc họp, bày tỏ vui mừng trước sự kiểm soát dịch quyết liệt của các địa phương, Thủ tướng cho biết cuộc họp sẽ chốt lại một số vấn đề, trong đó có việc sớm giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa ở vùng có dịch. Vừa qua chúng ta đã giải quyết một số bước nông sản ở Hải Dương, các địa phương, trong đó có Hà Nội đã có động thái tốt để tiêu thụ nông sản từ Hải Dương. Vấn đề nữa cần bàn tại cuộc họp là vaccine, khi một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới giảm số ca mắc trên thế giới vừa qua là có vaccine. Đến nay, Chính phủ, Bộ Y tế đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã có kết luận về mua vaccine bằng nguồn ngân sách và các nguồn hợp pháp khác với yêu cầu làm công khai, minh bạch, kịp thời. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế báo cáo về vấn đề này. Đây cũng là mong mỏi của dư luận xã hội. Nhà nước cũng đã công bố đối tượng ưu tiên và thời điểm bắt đầu tiêm chủng, cũng như lần lượt đối với các đối tượng khác. Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, dù có vaccine cũng cần chú ý tới công tác phòng chữa bệnh với thông điệp 5K. Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ sẽ nghe kiến nghị của các địa phương để có quyết sách cụ thể đối với một số vấn đề về sớm mở cửa nền kinh tế trên cơ sở không chủ quan với dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép tốt hơn khi bây giờ là cuối tháng 2. Bên cạnh kiểm soát tốt dịch bệnh, việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh rất quan trọng, nếu không nền kinh tế sẽ gặp khó khăn. Về nhận định chung theo Bộ Y tế, tình hình dịch cơ bản kiểm soát tốt tại 11 trên 13 tỉnh thành phố, gần 2 tuần không ghi nhận ca mắc mới. Các cơ quan đơn vị từ trung ương đến địa phương đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng, khẩn trương quay trở lại lao động sản xuất và duy trì các biện pháp phòng chống dịch ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để xảy ra các tình huống phức tạp về dịch bệnh. Bộ Y tế xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine và làm việc với các đối tác thực hiện nhập khẩu vaccine để sớm đưa vaccine phòng bệnh COVID-19 về Việt Nam phục vụ người dân, đồng thời chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, xã hội hóa và huy động các nguồn lực phục vụ việc cung cấp vaccine phòng bệnh COVID-19 một cách nhanh nhất, rộng nhất. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, các chuyên gia đang khẩn trương để sớm có vaccine ngừa COVID-19, phân theo các nhóm đối tượng ưu tiên. Theo Ban chỉ đạo, tới đây vaccine ngừa COVID-19 sẽ được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ, tiến tới cơ bản về lâu dài, người dân sẽ được tiêm miễn phí, giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, có phần nhỏ vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả cao hơn. Trước đó, theo Bộ Y tế, trong năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine cho toàn dân. Bộ Y tế đã có cam kết nhận 30 triệu liều vaccine từ nguồn viện trợ theo chương trình COVAX. Cố gắng về Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời nhập khẩu 30 triệu liều vaccine từ công ty AstraZeneca. Như vậy, trong năm 2021, Việt Nam dự kiến có 60 triệu liều vaccine. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng có phương án tháo gỡ lưu thông với tỉnh Hải Dương. Sau khi Hải Phòng không cho các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 5, đặc biệt là yêu cầu xe xuất phát từ Hải Dương phải quay đầu trở lại. Theo đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng căn cứ theo các chỉ thị số 05 và chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu các nội dung kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có phương án tháo gỡ cho phương tiện vận chuyển hàng hóa của tỉnh Hải Dương đi Hải Phòng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương đã công bố bảng giá các loại nông sản giải cứu để tránh tình trạng một số đối tượng chèn ép nông dân rồi mua nông sản với giá rẻ. Theo đó, cà rốt có giá 5.000 đồng một kg, su hào 1.500 đồng đến 2.000 đồng một kg, bắp cải giá 2.500 đồng đến 3.000 đồng một kg, cà chua 3.000 đến 4.000 đồng một kg, ổi và chuối xanh giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg. Giá thịt gà loại thả đồi nuôi 3 đến 4 tháng, giá 43 đến 45.000 đồng một kg. Loại nuôi trên 6 tháng, giá 70 đến 75.000 đồng một kg. Trứng gà công nghiệp giá 1.300 đến 1.400 đồng một quả. Trứng gà Ai Cập công nghiệp giá từ 1.600 đến 1.800 đồng một quả. Trứng vịt giá 1.800 đến 2.000 đồng một quả. Hiện hoạt động giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương đang diễn ra theo chiều hướng tích cực. Sau khi ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 chiều ngày 23 tháng 2, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hải Phòng
phối hợp với Phòng Hóa học Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiến hành phun hóa chất khử trùng các tuyến đường chính của thành phố lần thứ tư nhằm nhanh chóng loại trừ yếu tố nguy cơ gây dịch COVID-19. Lịch khử trùng diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2. Lực lượng chức năng chia làm 2 đội, sử dụng hóa chất là chloramin B25%, clo hoạt tính, dung dịch phun khử trùng có chứa clo hoạt tính hàm lượng 0,1%, phun hóa chất trên tổng tuyến đường dài 300 km. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 51 tỉnh, thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 22 tháng 2. Tỉnh Sơn La cho học sinh đi học trở lại từ ngày 24 tháng 2. Học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh sẽ đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3. Các tỉnh còn lại tiếp tục căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương để quyết định cho học sinh đi học trở lại vào thời điểm thích hợp. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19. Dự báo tình hình dịch bệnh để chỉ đạo cho các nhà trường, Bộ cũng xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh như điều chỉnh khung kế hoạch giáo dục thời gian năm học 2020-2021 tương ứng với dự kiến diễn biến tình hình của dịch bệnh. Ngày 24 tháng 2, học sinh giáo viên các cấp học trên địa bàn tỉnh Sơn La trở lại trường. Ngành giáo dục cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong ngày đầu học sinh trở lại trường, Trường Trung học Phổ thông chuyên Sơn La đã bố trí các điểm rửa tay và tiến hành đo thân nhiệt ngay tại cổng trường. Nhà trường cũng bố trí đầy đủ nước uống cho học sinh, khuyến khích học sinh tự mang nước, không dùng chung cốc uống nước, khăn lau và các vật dụng cá nhân ở trường. Đối với học sinh, việc đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ học cũng giúp các em, nhất là học sinh cuối cấp, yên tâm hơn trong việc cập nhật kiến thức. Cảm thấy rất là háo hức ạ, vì sau một thời gian dài thì em mới có dịp được gặp lại các bạn. Và năm nay cũng là năm lớp 12 cho nên em cũng khá là lo lắng. Và để có thể đến trường để cùng với trường để thực hiện tốt cái công tác phòng dịch thì em đã có rửa tay, có mang theo nước rửa tay sát khuẩn và chuẩn bị đầy đủ khẩu trang. Tổ chức cho toàn bộ cán bộ giáo viên và học sinh tổ chức khai báo y tế online trước khi học sinh đến trường để nắm được lịch sử di chuyển của cán bộ giáo viên và học sinh. Và qua nắm bắt thông tin thì có 100% cán bộ giáo viên nhà trường là không đi đến các cái vùng dịch và không nằm trong diện cách ly. Để bảo đảm phòng chống dịch bệnh, các cơ sở giáo dục ở Sơn La thực hiện khai báo y tế định kỳ 2 lần mỗi tuần và đột xuất khi có yêu cầu. Đồng thời tất cả các giáo viên học sinh đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang. Những trường hợp trong thời gian nghỉ Tết có đi ra ngoại tỉnh, khi trở về phải khai báo cho nhà trường để nắm bắt và thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định. Khi học sinh đến trường phải đảm bảo cái yêu cầu thực hiện cái nguyên tắc 5K trong trường học và đặc biệt là phải nắm bắt cái tình hình của cán bộ quản lý giáo viên nhân viên để theo dõi kịp thời những cái có những cái diễn biến phức tạp hoặc là những có những cái vấn đề xảy ra nguy cơ để có thể báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh các trường cho học sinh đi học trở lại trong đợt này, một số học sinh tại huyện biên giới Sông Mã sẽ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 28 tháng 2. Nguyên nhân là để bảo đảm phòng chống dịch. Vì địa phương này có gần 11.000 trường hợp đi làm ăn từ các tỉnh, vùng có dịch trở về địa phương dưới 14 ngày. Tuyến đường Vành Đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Sở, Hà Nội, được khởi công xây dựng tháng 4 năm 2018, có chiều dài gần 5,1 km bao gồm tuyến đường bộ trên cao và kết hợp với mở rộng phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến ngã tư Vọng. Tuyến đường được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư hơn 9.459 tỷ đồng. Đến tháng 2 năm 2021, chủ đầu tư đã hoàn thành hai gói thầu mở rộng phần đi bằng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động và gói thầu xây dựng cầu cạn từ trụ P63 ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công các gói thầu còn lại, phấn đấu hoàn thành mở rộng đường Vành Đai 2, đoạn cầu Vĩnh Tuy ngã tư Vọng trong quý 2 năm nay. Khi cả nước đang dồn lực cho cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, thì để cổ vũ cho tinh thần của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong cuộc chiến này, đã có những bài hát, bài thơ thể hiện niềm tin và tinh thần lạc quan của dân tộc Việt Nam chiến thắng COVID-19. Và tại đường hầm Điêu Khắc, Đà Lạt, tinh thần ấy một lần nữa lại được khẳng định mạnh mẽ qua một công viên COVID-19 khá độc đáo, có 102 trên thế giới. Tại công viên độc đáo này, câu chuyện về cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc khá ngộ nghĩnh, trưng bày dưới tán rừng thông đã mang lại những ấn tượng mạnh mẽ cho du khách tham quan. Ở đó,
giúp người xem thấy được ý chí, sự đoàn kết và tinh thần lạc quan và ý chí đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19. Lần đầu tiên mình tới tham quan tại đường hầm đất sét của thành phố Đà Lạt. Thì đập vào mắt của mình là những cái hình ảnh như những con virus và những mũi kim tiêm, hoặc là hình ảnh về nói chung về Covid. Cái này thì nó cũng rất ý nghĩa, tại vì nó nhấn sâu vào những cái tâm lý của người dân du khách để nâng cao cái tinh thần phòng ngừa chống dịch của người dân Việt Nam. Thì thấy cái hình thức này thì rất là thiết thực và cũng rất là có ý nghĩa. Em thấy Việt Nam có phòng chống Covid rất là cao. Với lại mọi người cũng rất là đoàn kết để mà đẩy lùi nó. Là em rất là cảm phục và đất nước mình, và mặc dù đất nước chúng ta nhỏ bé nhưng mà có ý chí, tinh thần rất là cao. Với một niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh đoàn kết, sự thông minh, sáng tạo của người Việt Nam, ông Trịnh Bá Dũng, chủ nhân của công trình nổi tiếng đường hầm điêu khắc hay còn gọi là làng đất sét ở Đà Lạt, đã dành tâm huyết và công sức để hình thành nên công viên độc đáo có 102 trên thế giới này. Trong 3 tháng, 80 tác phẩm điêu khắc được làm nên từ sắt và bê tông đã được hoàn thành với những hình tượng khác nhau, kể câu chuyện phòng chống Covid một cách liền mạch dễ hiểu, truyền tải câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Qua đó, nhắn gửi đến thế giới về một Việt Nam hùng cường, một Việt Nam đoàn kết và một Việt Nam điểm đến an toàn cho tất cả mọi người. Xuất phát từ việc khâm phục cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam và sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam suốt một năm qua trong cuộc chiến chống Covid. Và đó là cái hình tượng của sự tự hào của dân tộc Việt Nam đối với bạn bè trên thế giới. Thì xuất phát từ đó tôi mới có suy nghĩ là tạo ra một cái công viên Covid để cho mọi người trên thế giới biết về Việt Nam qua ngôn ngữ điêu khắc. Trong khuôn viên của đường hầm điêu khắc, du khách đến đây ngoài tìm hiểu khám phá về văn hóa lịch sử di sản của Đà Lạt thì còn được chiêm ngưỡng, trải nghiệm tại công viên Covid-19, một công viên ý nghĩa có tính thời sự nhưng sẽ luôn nhắc nhở mọi người về ý chí, tinh thần, sức mạnh đoàn kết và niềm tin mãnh liệt của người dân Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 nói riêng, và lớn lao hơn là chiến thắng mọi sức mạnh của kẻ thù, và sức mạnh ấy, niềm chiến thắng ấy được đúc kết bằng hai từ đoàn kết. Những cây hoa ban nở trắng tưởng như chỉ có ở Tây Bắc, nhưng ngay giữa Hà Nội, những ngày cuối tháng 2, sắc hoa ban khoe sắc rực rỡ trên khắp các tuyến đường góc phố của Hà Nội, khiến ai nấy không khỏi xao xuyến. Hoa ban được trồng nhiều trên đường phố công viên tại Hà Nội từ hàng chục năm trước, đặc biệt tại đường Bắc Sơn và đoạn đường Hoàng Diệu đối diện khu vực đài tưởng niệm Bắc Sơn. Hoặc tại tuyến đường Thanh Niên, hoa ban được trồng khá nhiều, hoa có hai màu đặc trưng là màu tím và màu trắng. Khi nở có mùi hương dịu nhẹ, hoa ban nở rộ khiến các tuyến đường của Hà Nội thơm mộng hơn. Mùa hoa ban kéo dài đến hết tháng 3 và lụi dần vào tháng 4. Vào những dịp này, nhiều người dân lại đến tham quan, chụp ảnh dưới sắc hoa ban nở rộ. Sơn La là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, là nơi hội tụ sinh sống của 12 dân tộc, và mỗi dân tộc đều có một kho tàng di sản văn hóa mang sắc thái riêng và hết sức quý giá. Đến nay, tỉnh Sơn La luôn bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Sơn La là vùng đất có hệ thống di sản văn hóa vô cùng phong phú với các giá trị vật thể và phi vật thể. Vì vậy, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản luôn được quan tâm, cùng với lợi thế tự nhiên đã góp phần quan trọng trong việc phát triển du lịch của địa phương. Muốn phát triển được du lịch thì anh phải có tiềm năng, có lợi thế, có tài nguyên về thiên nhiên và có tài nguyên về văn hóa. Vậy thì di sản văn hóa nó là tài nguyên về văn hóa, còn các cái phong cảnh đẹp nó là tài nguyên về thiên nhiên. Như vậy là có hai cái tài nguyên này thì chúng ta mới phát triển được du lịch. Những năm qua, nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được xây dựng, phát triển thành những sản phẩm du lịch được du khách ưa chuộng, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương. Hiện Sơn La có 15 di sản văn hóa phi vật thể, 16 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 1 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt và 46 di tích cấp tỉnh. Phòng quản lý văn hóa của sở thì cũng rất là chú trọng đến cái việc tạo thành những cái sản phẩm
tạo cho di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh trở thành một cái sản phẩm để phát triển cho du lịch. Và di tích mà không gắn với lại việc phát triển du lịch, không tạo thành những cái điểm đến cho du lịch thì di tích sẽ khó phát huy được cái giá trị. Bên cạnh những khu du lịch nổi tiếng như thành phố Sơn La, Mộc Châu, Quỳnh Nhai đã được nhiều người biết đến, thì nay huyện vùng cao Bắc Yên cũng quan tâm chú trọng đầu tư, thu hút du lịch dựa trên những danh lam thắng cảnh sẵn có. Phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ cùng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Nơi đây không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao, là những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Phấn đấu là xây dựng từ 1 đến 3 sản phẩm du lịch đặc trưng, và cái vùng lõi sẽ là Tà Xùa với Thiên Đường Mây, với sống lưng khủng long và một số cái vệ tinh trong 9 điểm du lịch của huyện. Ví dụ như đồi thông Pu Nhi, hồ sen Hua Nhàn, suối khoáng nước nóng, gắn với cái phát triển văn hóa đó là di tích hang vợ chồng A Phủ, di tích cấp tỉnh, và đặc biệt đó là di tích bãi đá khắc cổ Khe Hổ, di tích được cấp quốc gia công nhận. Với việc chú trọng phát huy các giá trị di sản lịch sử, văn hóa đã góp phần xây dựng nên các sản phẩm du lịch đặc trưng, phù hợp với thực tế, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có của tỉnh Sơn La. Mong muốn có một việc làm ổn định, thu nhập cao, đó là ước mơ chính đáng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, thay vì tự cố gắng làm giàu trên mảnh đất quê hương, thì nhiều người dân lại tìm cách xuất cảnh trái phép đi làm thuê với giấc mơ về một cuộc sống nhàn hạ sung sướng, bất chấp nguy cơ về pháp lý và dịch Covid-19. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với những gì họ mong muốn ở nơi xứ người, ghi nhận tại Yên Bái. Nhớ lại quãng thời gian 5 năm xuất cảnh trái phép đi làm thuê bên xứ người, anh Đinh Văn Điệp, trú tại trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, vẫn không thể quên được những lần bị chủ quy tiền công, đánh đập, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, phải sống chui lủi và sau đó vi phạm pháp luật nước sở tại nên bị bắt giam xử lý. Trước đó, với hy vọng có một công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao, năm 2015, anh Điệp tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tại đây, anh xin vào làm ở một xưởng sản xuất đồ nhựa cùng anh trai đã xuất cảnh trái phép trước đó. Bức xúc vì đã 5 tháng làm việc mà không được trả tiền công, Điệp và anh trai cùng 3 người khác bắt giữ người quản lý tại phòng trọ để đòi tiền công. Bị tố cáo, nhóm của Điệp đã bị công an Trung Quốc bắt về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Điệp bị xử phạt 5 năm tù. Hoàng, anh trai của Điệp, bị xử phạt tới 11 năm tù. Sang đấy thì bị họ lừa đi cho lên công trường, đi đào đường xong rồi đổ nhựa đường ấy. Xong làm một thời gian nó vất vả nặng nhọc quá thì không làm được. Xin nghỉ thì lúc đấy chủ nó ép phải làm, không cho nghỉ. Rồi lương cũng không trả, rồi phải bắt bọn em là phải trả thêm mỗi người là 6.000 nhân dân tệ nữa. Gọi là tiền đi đường với lại tiền chi phí họ môi giới. Thời gian qua, mặc dù lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo về những nguy cơ, hệ lụy có thể xảy ra khi xuất cảnh trái phép làm thuê. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn có những trường hợp người dân vượt biên trái phép đi làm thuê. Việc xuất cảnh trái phép đã mang lại không ít rủi ro, nguy hiểm. Nhiều người đã bị bắt, bị giam giữ, có người phải trả giá bằng sức khỏe và cả mạng sống. Khi về, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Có những người đã về, đã đi lao động, bị tai nạn, chết, có thể là bị thương, nhưng mà cũng không được chi trả tiền chữa bệnh hoặc là một cái gì cả, có nghĩa là tay trắng. Theo thống kê của lực lượng chức năng, năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 88 vụ, 158 trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương, trong đó có hơn 50 trường hợp bị bắt và trao trả về Việt Nam. Trước thực trạng đó, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, biện pháp tuyên truyền vận động nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng xuất cảnh trái phép trên địa bàn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro đe dọa trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng và là một trong những nguyên nhân nguy cơ tiềm ẩn có khả năng cao để lây bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Khi số này xuất cảnh trái phép đi qua đường mòn, lối mở, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng để trở về địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cũng cần phải nhận thức rõ việc xuất nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật.
nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 ở khu vực và trên thế giới đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng cần có những giải pháp tích cực trong tạo việc làm cho người lao động để họ có thể làm giàu chính đáng ngay trên quê hương của mình. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.